Trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng đề cập đến bộ từ vựng NGSL là một bộ từ vựng tạo ra vào năm 2013 sau nghiên cứu của ba tác giả tiến sĩ Brent Culligan, Charles Brown và Joseph Philip. Um, bộ từ vựng NGSL đó là viết tắt của New General Service List. NOMNA đó là một bộ từ vựng mà những từ trong bộ từ vựng này có tần suất gặp rất cao trong cuộc sống đời thường và thậm chí đối với những cái văn bản như sách báo đơn giản thì độ phủ của bộ từ này rất cao lên tới khoảng 90%, có nghĩa là chúng ta đọc hoặc là nghe khoảng 10 từ thì chúng ta gặp tới 9 từ là nằm trong bộ từ vựng NGSL này rồi. À, và lý do tại sao mà chúng ta phải học bộ từ vựng NTSL, à, có lẽ mọi người đã nghe qua cái nguyên tắc Pareto đó là 80% cái thành quả của chúng ta Đến từ 20%, chỉ 20% cái sự cố gắng và cái công sức của chúng ta mà thôi Và đó là lý do tại sao mà chúng ta sẽ phải tìm các trọng điểm để chúng ta đầu tư công sức vào trong đó Chúng ta tìm cái cách học và những cái bộ từ vựng nào có hiệu suất cao để chúng ta đầu tư công sức vào học Điều này đặc biệt đúng với những người mới bắt đầu học Hoặc là với những người bận rộn như uh, sinh viên y hoặc là với các bác sĩ với cái lịch học và lịch trực gác rất là dày đặc thì mọi người thấy là uh, cái tần suất của mọi từ xuất hiện nó sẽ không giống nhau chúng ta có một cái quy luật gần gần giống với cái định luật pareto trong ngôn ngữ đó là định luật zip thì định luật zip uh, nó sẽ đúng với gần như là mọi ngôn ngữ luôn tức là cái tần suất của mọi từ xuất hiện là không giống nhau cái từ xuất hiện nhiều nhất thì cái tần suất nó sẽ gấp đôi cái từ xuất hiện thứ hai và nó sẽ gấp ba cái từ xuất hiện thứ ba vân vân và vân vân cho thấy rằng ừ chúng ta nên tập trung vào 20 phần trăm những cái từ nào mà chúng ta thường gặp nhất để có thể phủ hết 80 phần trăm những cái uh, từ vựng mà chúng ta thường gặp hàng ngày nhất đó là những cái từ mà chúng ta đáng để đầu tư công sức nhất và xuyên suốt khóa học này Ờ, chúng ta sẽ gặp những cái bộ từ có trọng điểm như vậy ngoài cái bộ từ vựng NGSL thì ở những bài sau các bạn sẽ gặp thêm bộ từ vựng MAVL là một bộ từ vựng hàng lâm và cái nguyên tắc nó cũng giống như cũng giống như vậy tức là một bộ từ vựng có trọng điểm hiện suất rất cao khi các bạn tra cứu những cái bộ từ vựng đồ sộ như là oxford hoặc là cambridge chẳng hạn các bạn sẽ thấy là số lượng từ vựng lên tới cả trăm ngàn từ rất là khủng và một số nghiên cứu cho thấy rằng cái số lượng từ vựng tiếng anh lên tới khoảng sáu trăm ngàn từ một con số rất là khủng khiếp và ngay cả những người bản xứ họ cũng không nắm đến những cái con số khủng khiếp như thế này và một người native speaker họ sẽ thông thạo khoảng hai mươi ngàn cho đến ba mươi ngàn từ Uh, đối với chúng ta con số này cũng rất là khủng khiếp và chúng ta sẽ phải hạ cái kỳ vọng của chúng ta xuống chúng ta học khoảng vài ngàn từ thôi nhưng mà những những cái từ ban đầu này chúng ta sẽ phải sử dụng những cái từ có hiệu suất rất cao để số lượng từ chúng ta học có thể không bằng native speaker nhưng mà cái hiệu suất thì nó cũng gần tương đương đó là lý do tại sao mà chúng ta sẽ phải tìm kiếm những cái bộ từ vựng có trọng điểm như là NGSL hoặc là MAVL thì những cái bộ từ vựng như thế này nó đều được kết xuất từ những cái nghiên cứu và các bạn có thể truy xuất lại cái nguồn của các cái bộ từ vựng này qua các nghiên cứu đối với bộ từ vựng ngsl thì bạn nào uh, có hay xem ted talk thì các bạn có thể vào xem lại một cái video của tác giả charles brown nói về cái cách cấu tạo cái cách mà họ hình thành nên cái bộ từ vựng ngsl này rất là thú vị uh, cái ted talk nó tên là power of words các bạn có thể xem lại cái cái video này để có thể thấy được cái cách mà họ tạo nên bộ từ vựng ngsl nhưng mà cái nguyên tắc chung nó vẫn là người ta sẽ kiếm một cái corpus tức là một cái bộ dữ liệu gồm rất là nhiều từ ngữ khác nhau rất là nhiều sau đó họ bắt đầu đưa vào máy đưa qua một cái thuật toán mà họ định nghĩa từ trước để thống kê và cuối cùng họ sẽ ra được một cái bộ từ vựng cuối cùng là cái bộ từ vựng mà chúng ta đang muốn học đây bộ từ vựng ngsl à, đó là bộ từ vựng có hiệu suất rất cao và chúng ta tạm gọi là những người hưởng lợi cuối cùng. Ở trong sơ đồ này mọi người có thể thấy là cái quá trình học nó rất là dài. Chúng ta có khoảng 600.000 từ tiếng Anh và một người native speaker họ chỉ nắm được khoảng 20.000 cho đến 30.000 từ mà thôi. Nó có trên lệnh rất là nhiều. Bởi vì ngay cả người Việt Nam chúng ta chúng ta cũng không thể nắm được tất cả mọi từ tiếng Việt được. Đối với những người học y chẳng hạn đi thì khi mà nói về những cái từ vựng kiểu dạng luộc hoặc là những cái từ cơ khí chẳng hạn đối với chúng ta đó vẫn là những cái từ vựng lạ chúng ta sử dụng không quen thì đó cũng tương tự đối với tiếng Anh bởi vậy nên một native speaker họ nắm chỉ khoảng 20 ngàn, 30 ngàn từ là có thể nói rất là thông thạo và sử dụng trong hầu như là mọi tình huống trong cuộc sống hàng ngày không cần nhất thiết phải tới con số 6, 600 ngàn như thế này và với những người mới học hoặc với những native speaker như chúng ta thì chúng ta sẽ bắt đầu học bằng những cái từ hiệu suất cao đó là một cách bắt đầu tốt nhất cái bộ từ mà chúng ta chuẩn bị học để làm nền đây là bộ từ NGSL nó gồm 2.801 từ. Ha, đó là những cái từ thường gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày, từ phim ảnh, từ sách báo, radio vân vân. Và đây là cái bộ từ nó sẽ đánh vào rất là nhiều dạng uh, tín hiệu ngôn ngữ, ví dụ dạng đọc cũng có nè, dạng nói cũng có nè. Thành ra nó lên tới 2.801 từ. Ờ, à, còn nếu chúng ta chỉ tập trung vào cái khả năng nói, nói đơn thuần thôi, thì cái số lượng từ vựng mà chúng ta cần á, nó sẽ không nhiều như vậy, nó sẽ ít hơn rất là nhiều, khoảng 700 từ mà thôi. Bởi vì ngôn ngữ nói nó sẽ đơn giản hơn ngôn ngữ viết rất là nhiều. Ờ, à, và ở đây mọi người có thể thấy là con số 87-94% đó là cái độ phủ trung bình của bộ từ vựng NGSL. Thì như hồi nãy mình có chia sẻ, đó là ừ, đối với những cái Uh, tài liệu đơn giản thì khả năng phủ của NGSL rất là ấn tượng đến tính khoảng trung bình là khoảng 90%. Tuy nhiên đối với những cái tài liệu ngành y chẳng hạn thì con số sẽ không ấn tượng như vậy bởi vì chúng ta còn rất là nhiều từ ngữ hàng lâm và rất là nhiều thuật ngữ y khoa rất là khó chịu. Bởi vậy nên con số này sẽ, nó sẽ tụt xuống khoảng 55% phần trăm cỡ như vậy ha và phần còn lại nó sẽ là những cái từ ngữ hàng lâm và những cái thuật ngữ Uh, chuyên ngành prefix suffix roots và thậm chí những cái từ vựng rất sâu cho mỗi chuyên ngành. Và cái mức mà chúng ta hướng đến là mức khoảng 95 đến 98% độ phủ của một đoạn văn. Bởi vì theo nghiên cứu của Paul Nation là một nhà ngôn ngữ học nổi tiếng trên toàn thế giới thì chúng ta không nhất thiết phải uh, nắm được 100% từ vựng trong một cái đoạn văn nào đó thì mới có thể hiểu được thấu đáo. Chúng ta chỉ cần nắm được khoảng 95 đến 98% những cái từ ngữ được đề cập đến trong đoạn đó là có thể hiểu sâu được uh, những gì tác giả muốn nói đến rồi nhưng mà thậm chí con số 95 đến 98 phần trăm nó cũng là một con số rất là cao mà chúng ta sẽ phải đầu tư thời gian rất là nhiều để có thể đạt được độ phủ như thế này thì đây là con đường mà chúng ta sẽ đi trong số khóa học như thế này để có thể xây dựng được cái cái bộ từ vựng cơ bản của chúng ta là chúng ta sẽ xây một cái nền bằng bộ từ vựng NGSL là những cái từ thường gặp trong đời sống hàng ngày và độ phủ của nó sẽ khoảng 55 đến 60 phần trăm những từ mà chúng ta sẽ gặp khi mà chúng ta đọc những cái văn bản y khoa chẳng hạn và tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục đến những cái từ vựng đang gọi là hàng lâm những từ academic và những cái từ này thường thường gặp trong ngữ cảnh y khoa và bộ từ vựng này sẽ ít hơn nhiều so với NGSL chỉ khoảng 819 từ mà thôi và độ phủ của MVl là khoảng 20 phần trăm và sau đó dĩ nhiên là những cái thuật ngữ rất là khó chịu của chúng ta và thậm chí có những cái thuật ngữ rất là sâu mà chúng ta sẽ phải tùy chuyên ngành để chúng ta có thể nâng cao vốn từ vựng này để làm sao chúng ta đạt đến cái độ phủ là khoảng 95 đến 98% của một cái đoạn văn hoặc của một cái cuốn sách để chúng ta có thể hiểu thấu đáo uh, những cái nội dung mà tác giả muốn truyền tải cái bộ từ vựng NGSL là một từ vựng uh, gồm 2.801 từ con số mấy ngàn từ có vẻ như khá là khủng nhưng mà nếu chúng ta so với lại cái con số mà một người native speaker có thể thành thạo là 20.000 đến 30.000 từ hoặc là con số tổng cộng là 600.000 từ thì con số 2.800 từ là một con số rất là nhỏ nhoi và một con số hợp lý để chúng ta có thể gọi là bắt đầu xây dựng cái nền móng anh văn của chúng ta thì cái việc phân chia NGSL thành nhiều level khác nhau là tùy các tác giả sẽ có những tác giả chia NGSL thành 3 level như thế này Level đầu tiên là 1.000 từ đầu tiên, tức là 1.000 từ thường gặp nhất trong bộ từ vựng NGSL. 1.000 từ tiếp theo là 1.000 từ vựng cũng thường gặp nhưng mà ít thường gặp hơn 1.000 từ đầu tiên. Và các từ còn lại là level 3. À, một số tác giả lại chia NGSL thành 5 level khác nhau, 1, 2, 3, 4, 5, vân vân Đó là tùy tư tưởng của tác giả. Và khi mà chúng ta làm cái độ phủ ngẫu nhiên cho một số đoạn văn liên quan đến y khoa, thì chúng ta thấy độ phủ của NGSL khá là ấn tượng. Đoạn văn này được lấy ngẫu nhiên từ uh, trang Healthline.com là một cái trang uh, viết về sức khỏe ở dạng thưởng thức tức là dành cho mọi người không cần phải học y khoa cũng có thể đọc được. Thành ra cái ngôn ngữ trong cái trang Healthline.com này khá là đơn giản uh, và khi mà đơn giản như vậy các bạn có thể thấy là NGSE của độ phủ rất ấn tượng phủ gần như là mọi từ trong đoạn văn này luôn và đạt độ phủ khoảng 90%. Ở đây chúng ta có 3 màu đó là ứng với ba cái level khác nhau của NGSL mình nói trước đó một ngàn từ thường gặp nhất các bạn có thể thấy là màu xám ha sau đó đến màu vàng và cuối cùng đến màu xanh nhưng mà khi chúng ta thử một cái độ phủ với một cái tài liệu khó hơn như là cuốn Harrison chẳng hạn với cuốn Thánh Kinh uh, trong nội khoa thì chúng ta thấy là độ phủ của NGSL nó không được ấn tượng như trước nó không phủ được gần như hết mọi từ tuy nhiên nó phủ cũng khá là nhiều từ rất rất là nhiều từ luôn nó khoảng hơn hơn 50% thì những cái từ còn lại mà nó không phủ được đó là những cái từ academic và những cái từ thuật ngữ y khoa và những cái cuốn càng khó đọc thì cái mật độ của những cái thuật ngữ y khoa hoặc là những cái từ academic nó càng cao. Thành ra cái tỷ trọng của NGSL nó sẽ không đạt đến 90%. Tuy nhiên, NGSL nó vẫn có thể phủ được rất là nhiều từ. Và đó là một bộ từ vựng hợp lý mà chúng ta sẽ sử dụng để bắt đầu.